Ba kiểu bạn bè không thâm giao, kết bạn, tránh càng xa càng tốt. Kính thưa quý vị, đôi khi cuộc sống của bạn không suôn sẻ, không hẳn là do bạn kém cỏi, mà là do bạn bị những người bạn xấu lôi kéo mà chính bản thân bạn lại không hề hay biết. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết được những người bạn nào là có hại? Chúng ta có thể tham khảo cách đọc vị con người của người Do Thái. Tuyển tập trí tuệ của người Do Thái nhắc nhở, có một loại người thế này, bạn coi người ta là bạn, nhưng họ lại lợi dụng bạn, thậm chí còn đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Điều này thực sự ảnh hưởng xấu tới tương lai và cuộc sống của bạn. Đáng sợ là loại người này rất giỏi che giấu bản chất thật sự. Bên trong thì luôn có ý muốn hại bạn, nhưng ngoài mặt lại cư xử rất tốt, khiến bạn không hề hay biết. Ba kiểu người sau đây là điển hình cho bạn sống. Khi phát hiện, hãy tránh xa càng sớm càng tốt. Hãy xem xung quanh bạn có ai trong số ba kiểu người này không nhé. Những người luôn thấy bản thân khốn khổ. Có một kiểu người cứ mở miệng ra liền than vãn, tôi khổ sở thế này, tôi cần giúp đỡ thế này, cần giúp đỡ thế kia, khiến cho người khác cảm thấy họ chưa bao giờ có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của họ thoải mái hơn bạn rất nhiều. Cũng có thể nguồn lực, cơ hội của họ cũng phong phú hơn bạn. Loại người này khốn khổ chỉ là diễn, lợi dụng sự đồng cảm của bạn bè xung quanh để kiếm lời mới là thật. Ví dụ, bạn có một người bạn hàng ngày tìm bạn than vãn, khóc lóc rồi vay tiền. Bạn liền tội nghiệp và không ngại ngần cho vay tiền, cũng giúp người đó rất nhiều. Nhưng sau này, khi bạn gặp khó khăn và cần lấy lại tiền, họ lại tỏ ra bản thân đang gặp khó khăn để kéo dài thời gian, thậm chí là không trả. Trong khi đó, họ vẫn có tiền thay điện thoại, đổi xe, áo quần xa xỉ. Nếu bạn thúc ép, họ sẽ bịa đặt, nói xấu bạn với mọi người xung quanh. Loại người ích kỷ này luôn lợi dụng bạn, muốn nhờ người ấy giúp đỡ còn khó hơn lên trời. Những người bạn ích kỷ không biết vị tha thì thực rất khó để quan tâm tới người khác. Và bạn cũng sẽ chẳng nhận được lợi ích gì khi bạn kết giao cùng họ. Nếu xung quanh bạn có những người như vậy, hãy tránh xa, đừng để họ kéo bạn xuống vực thẳm. Những người luôn khuyên bạn hãy tự lượng sức mình. Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp muốn làm một việc gì đó rồi kể cho một người bạn, bàn về kế hoạch của mình để hợp tác hoặc tham khảo, đối phương lại mỉa mai, châm chọc hoặc ám chỉ bạn rằng bản thân họ không làm được thì sao bạn có thể làm được? Nếu như đối phương đáp lại bạn bằng thái độ này thì về cơ bản họ đã có ý coi thường bạn, luôn cho rằng bạn không có năng lực và đang ảo tưởng. Kiểu người này liệu có tốt với bạn không? Thực tế thì hầu hết những người như vậy đều không giỏi hơn bạn, bởi vì loại người này nhìn mọi việc rất phiến diện, không nhìn ra được khuyết điểm của bản thân, chỉ biết phóng đại ưu điểm của mình lên vô hạn, khi nhìn người khác hoàn toàn ngược lại. Họ sẽ vĩnh viễn cho rằng bạn kém cỏi, cho dù khả năng và thu nhập của bạn có vượt xa, thì họ vẫn không thay đổi quan điểm của mình. Loại người này không bao giờ muốn bạn có cuộc sống tốt hơn họ. Khi bạn sống tốt, họ sẽ tìm mọi cách để âm thầm phá hoại những thứ mà bạn có. Nếu xung quanh bạn có những người như vậy, hãy hết sức cẩn thận. Những người không có lòng biết ơn. Một số người, dù bạn đối xử rất tốt với họ, thậm chí là giúp đỡ rất nhiều, nhưng họ không hề có cảm giác biết ơn nào trong lòng cả. Vì vậy bạn phải cẩn thận. Mẫu người này không thích tự cao, nhưng sẽ không bao giờ hài lòng, sẽ trực tiếp ra tay với bạn vì bất cứ thứ gì anh ta muốn. Dù bạn cho bao nhiêu thì anh ta cũng chỉ biết nhận lấy, cho rằng đó là điều hiển nhiên, là trách nhiệm của bạn. Khi bạn không thể cho thêm nữa, người đó sẽ cảm thấy rằng bạn đã làm điều có lỗi với họ. Haki là một doanh nhân thành đạt người Do Thái. Một người bạn của anh ta cũng kinh doanh nhưng không thành công, nên anh ta thường hỏi ý kiến của Haki. Haki không chỉ chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh
mà còn nhiều lần đến cửa hàng của anh ta để giúp đỡ, trong khi công việc kinh doanh của Haki cũng bị đình trệ rất nhiều. Khi người bạn đó lại nhờ Haki giúp đỡ, Haki từ chối. Vì công việc gặp vấn đề nên anh ấy không thể bỏ đi trong thời gian này. Người bạn kia giận dữ và cho rằng Haki coi trọng công việc hơn tình bạn của họ, bởi thế nên không muốn giúp đỡ. Một số người không hề có lòng biết ơn. Trong mắt họ, bạn luôn là người có nghĩa vụ phải giúp đỡ vô điều kiện. Bạn càng cho đi nhiều, họ càng nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Vì vậy, ngay từ đầu, đừng nên kết bạn với những người như vậy. Bạn nên tránh xa những người như vậy càng sớm càng tốt. Con người sống trong xã hội, không ai có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của bạn bè. Đôi khi tương lai của bạn không chỉ phụ thuộc vào bản thân bạn, mà còn phụ thuộc vào những người mà bạn kết giao. Chúng ta không nhất thiết phải đề phòng tất cả mọi người, nhưng ít nhất hãy nhận biết và tránh xa những người có hại cho mình. Vô ý mà nói hết những điều không nên nói về những thiếu sót hay tai tiếng của nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, những cô gái thông minh chắc chắn sẽ tránh nói ra những lời này. 3. Trước mặt chồng, đừng nói những điều không hay về mẹ chồng. Một người phụ nữ khôn ngoan cần phải biết cách làm cho mình, chồng và mẹ chồng sống hòa thuận dưới một mái nhà. Chồng bạn dù khôn ngoan đến đâu, yêu thương bạn đến đâu, cũng không thể thay thế được vị trí của mẹ trong trái tim của anh ấy. Vì vậy, một người phụ nữ thông minh sẽ không làm chồng mình khó xử, càng không nói ra những lời không tốt như vậy. 4. Trước mặt mẹ chồng, đừng nói ưu khuyết điểm của chị hoặc em chồng. Anh chị em chồng là cốt nhục của mẹ chồng. Khi họ làm điều gì sai, mẹ chồng có thể nhắc nhở. Tuy nhiên, cho dù mình được mẹ chồng sủng ái, cũng không nên tùy ý phê bình hay chỉ trích chị em chồng. Nếu họ có điều gì không hay, nên thiện chí góp ý. 5. Trước mặt bạn thân, không nói về chồng mình. Trước mặt bạn thân, hãy giữ mồm giữ miệng và đừng nói tới chồng. Ngay cả khi người bạn thân nhất của mình có hỏi, nên nói ngắn gọn hoặc cố gắng không nói ra. Nếu bạn khoe chồng tốt thì có thể khơi dậy lòng ghen tị của đối phương. Nếu bạn nói chồng không tốt thì sau này chắc chắn sẽ chính là lời bàn ra tán vào của người khác, và cũng sẽ gây ra nguy hiểm cho tình cảm vợ chồng. Một người phụ nữ khôn ngoan có trí tuệ, lời nói không chỉ dịu dàng, dễ nghe, mà cần có phong cách, khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Không những thế, cô ấy có thể phán đoán thời điểm nói hợp lý những gì nên nói, những gì không nên nói. Do đó, khi nói chuyện với những người như vậy, bạn đều thấy dù là chuyện gì, trong trường hợp nào, thì đều rất thú vị và vui vẻ.